Theo các thống kê thì hơn 90% người gầy không thể tăng cân là do hệ thống tiêu hóa hoạt động không tốt. Điều đó đồng nghĩa với việc là bạn dù ăn nhiều nhưng cũng không thể nào hấp thu hết và chỉ là hấp thu một phần nhỏ mà thôi. Ngày nay thì ngày càng nhiều loại thuốc giúp tăng cân và được quảng bá có công hiệu ngay khi sử dụng. Tuy nhiên thì phương pháp tăng cân từ thảo dược thì vẫn được nhiều người lựa chọn hơn, và điển hình là thảo dược cây cỏ máu. Cây cỏ máu là bí quyết đẹp da, tăng cân, bổ huyết của người dân tộc Rục ở Quảng Bình. Từ lâu thì tác dụng tăng cân của cây cỏ máu đã được nhiều người tin dùng và cho kết quả rất là khả quan. Công dụng của cây cỏ máu như sau: giúp tăng cân hiệu quả, giúp ăn ngon, ngủ ngon, hỗ trợ trị nám da, thâm da, giúp bồi bổ máu, lưu thông khí huyết, tốt cho phụ nữ sau sinh. Nước sắc từ cây cỏ máu thì có tác dụng kích thích tiêu hóa, giúp ăn ngon, ngủ ngon, đồng thời làm đẹp da. Với bí quyết gia truyền từ cây thần dược cỏ máu được người dân tộc truyền lại nên được rất là nhiều người tin dùng. Cách sử dụng cây cỏ máu để tăng cân như sau. Cách sử dụng cây cỏ máu thì rất là đơn giản. Bạn chỉ cần nấu nước một ấm khoảng 100g cây cỏ máu với 2 lít nước để uống hàng ngày. Đặc biệt là bã sau khi sử dụng xong thì bạn có thể cất tủ lạnh để nấu tiếp 2 lần nữa. Mỗi ngày thì nấu một ấm, nên sử dụng từ 2 đến 3 tháng để đạt hiệu quả tốt nhất. Để tìm mua thuốc cây cỏ máu giúp tăng cân thì các bạn có thể gọi vào số là 0904079719. Đối với những khách hàng ở xa thì chúng tôi sẽ hỗ trợ vận chuyển hàng tận nhà cho khách hàng qua dịch vụ COD của Viettel Post.